Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án đối với 55 trong tổng số 56 bị cáo. Trong đó có 7 cựu thanh tra giao thông về tội nhận hối lộ, cùng 48 bị cáo khác là các cá nhân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa về tội đưa hối lộ. Hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo là cựu thanh tra giao thông, gồm bị cáo Lâm Hữu Trí, 43 tuổi, mức án 20 năm tù. Trần Văn Dũng, 54 tuổi, 11 năm tù, Phạm Văn Dương, 47 tuổi, 10 năm tù, Trần Văn Minh, 58 tuổi, 9 năm tù, Võ Thanh Kim 45 tuổi, 8 năm tù; Trần Ngọc Quệ 61 tuổi, 7 năm tù; Nguyễn Đức Tú 49 tuổi, 6 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính. Đối với nhóm 48 trong tổng số 49 bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 5 năm tù; 8 bị cáo nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; các bị cáo còn lại nhận mức án tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Trần Ngọc Nam, sau khi có kết quả giám định của bệnh tâm thần, hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử riêng về tội đưa hối lộ. Theo hội đồng xét xử, từ tài liệu hồ sơ vụ án diễn biến phiên tòa đủ cơ sở xác định, từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các bị cáo là cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận tiền của các cá nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ để không hoặc ít kiểm tra, xử phạt hành chính các lỗi vi phạm. Trong 7 bị cáo đưa ra xét xử, bị cáo trí là người nhận tiền nhiều nhất với số tiền hơn 5 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp cá nhân. Các bị cáo còn lại, mỗi người nhận tiền từ 40 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Với nhóm bị cáo đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ, người đưa hối lộ nhiều nhất là hơn 780 triệu đồng và ít nhất là 10 triệu đồng.